she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all with you. You look so beautiful in white. If I'm bound to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Đếm bao ngày xuân đi qua, em về làm dâu kéo theo đàn trai bưng mâm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm. Coi bối ngày ngày hài lâm, nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Gia đình họ nhà gái chúng tôi rất là vui mừng
vì hôm nay là ngày làm tháng tốt và mặc dù đường xã xa xôi nhưng mà họ tộc của Nha Trang là sẽ đến rất là đông đủ để mình chúng ta làm cái lễ bạc phúc cho hai cháu Văn Lộc và Quỳnh Như. Thì hướng thấy hồi nhà trái của tôi chúng gia đình của tôi cũng xin giới thiệu là cả cái nhân vật đây như đấy cũng là tiền để hai trăm triệu gì đó để tôi làm. Cũng như đấy là mẹ của nó mẹ và kính thưa họ tộc nhà trai cũng như bạn đại diện họ nhà trai thì họ tộc nhà gái cũng đã được thấy những phẩm vật họ nhà trai đã mang ra để dân cũng cho ông bà tổ tiên. Thì bây giờ họ tộc nhà gái xin phép được dân cũng những phẩm vật của họ nhà trai đưa sang lên cho phụ huynh thất tổ gia tiên của ngoại. Gia đình chúng con tổ chức lễ xuất quy nhớ hai cháu Quỳnh Như và Văn Lộc. Ở đây là có hai bên dân hộ tổ trì cho con cháu Hoàng và Quỳnh Nam mong chúng ta có thần tới trong con thần phúc và có tín đồ đông của viên tất đồ gia đình của hai bên này. Con lại viên tất đồ, con lại nhận tín đồ của hai bên. Con tên là Mai Văn Lộc, là con phải nói của con xin lỗi tổ tiên thất tổ, con xin lỗi gia tiên đồ ngoài hai bên. Dáng nhiếc sắp sưng không khí tăng hôn linh đình ai cũng xì xăm đầu yên bình nhìn tụi nó tính bởi bên nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thằng xui thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui lo măng ăn không là tiêu anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu đêm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Xin dâng lên cụ hiền thất tổ, gia tiên đồ ngoài hai bên.
Kính xin cụ hình tất cổ, gia đình ở ngoài hai bên kính giảm cho lập thần của vợ chồng con. Xin... Bởi vì từ đầu tới giờ thì cũng chưa giới thiệu, do đó là các cô, các chủ là cũng chưa tỏ rõ được. Thì ở đây là ông thân của vợ dâu, ở đây là bà thân của vợ dâu, đây là ông ngoại của vợ dâu, cô hai của vợ dâu và ông ngoại chủ là em cũng của ông ngoại. Dạ. Có một chút giới thiệu, đấy là mẹ của ông rồi. Còn đấy là bác, bác cháu của Lâm đây, đây cũng là bác của cháu Lâm, tức là bác của bác luôn. Đây là Mừng, đây là bác, đây là cậu, còn đây cũng là con ó về thằng chú. Thì ba đây là cũng là hai cháu trở thành một gia đình rồi, chú cũng là thành một gia đình. Thì cũng xin ông bà chiều nay cho cháu về bên cùng nhà trai để há cháu cùng nó người ta cũng có cho cháu cả thôi. Thì xin ông bà đi đủ và hai đến nhà gái đây cho cháu chiều nay là cho cháu về nhà trai để cho cháu về nó có kiểm tra. Thì xin ông bà cùng thật điều chết. Dạ, thì bây giờ là hai họ tộc là đạt cái tình thông gia. Thì xin mời ông bà thông gia và ông chủ hộ của họ nhà trai là mình uống rượu của con dâng lên cho mình để đấy là lý rượu mà hai con dâng lên cha mẹ để cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con và cho chúng con được ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Cha mẹ và bạn để tỏ lòng biết ơn mẹ đã sinh ra con và dưỡng nuôi chúng con để cho chúng con có được ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời mẹ uống rượu mừng cho con trai và con dâu và tiếp theo đây thì mời hai con mời ông mời sáu ông ngoại và ông ngoại chủ thì là cho cả hai con chị cái phân mời hãy cô đi chủ bán rồi mời đi mời đi mời hai vợ chồng con kính mời ông ngoại và ông ngoại chủ và nhất môi để chúc mừng cho hạnh phúc của vợ chồng con. À, cảm ơn ông ngoại. Nếu mà bây giờ có gái đứa lại trong á là bà mẹ có được một người báo nữa đó là con rể thì tự đài đồng đường, bên nào cũng là cha, bên nào cũng là mẹ, ông bà cha mẹ và toàn bộ họ tộc hai bên. Và giờ đây mẹ đã cáo những phần quà đó có gãy rồi đi lên nha. Thì bên nồi của cô dâu chuẩn bị thì bên nồi sẽ trao qua cho cô dâu trước. Mời cô chủ bạn và đây là cô hai của cô dâu tỏ một quà nhỏ để mừng cho hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Đây là chủ tư của cô dâu. Rồi chú ơi, chú ơi. Đây là chú Năm của cô dâu. Để mấy chú xong đúng rồi. Xin giới thiệu chú Sáu của cô dâu. Đây là chú của cô dâu. Rồi cho con một tấm ha.
Cười nha, 1, 2, 3. Chụp đây. Rồi cứ bước vô đây, bước vô đây, bước vô cho hết đi, rồi đây chụp tấm hình sao. Đứng đây ngồi. Mời có gì tụi bạn bên ngoài tham gia là có đồ bằng Tư. Ông Tư, cô giáo kêu bằng ông Tư. Đứng lên, đứng lên. Là con của ông Tư. Đây là hai cô con của ông Tư. Rồi, một tấm nha, cho một tấm nha. Tư nha, wow. Đây là gì con của ông Hai. Mời một gì nữa bước vô, mời một gì nữa. Đây là con của ông Hai. Rồi mọi người biết tôi nha. Một, hai, ba. Chị Nga là chị doanh nghiệp của em. Rồi, hai vợ chồng Lộc Nhân và rất là cảm ơn một quà của chị Nga. Coi, chị Nga ơi. Cầu ba của cô dâu. Dạ, cũng xin vui lòng nhận thấy các chương trình chủ. Một, hai, ba. Cái thứ nha, một, hai, ba. Đấy là gì Tư. Dì Nam. Rồi cho con một tấm nè, cho con một tấm nè. Cô cháu ơi, chú dì ơi rồi. Một hai. Đó là cậu. Rồi dì nhỏ, dì út, cậu tỷ. Rồi chụp hình về chảo rồi. Rồi đứng lại, đứng lại, đứng lại. Câu hụt nữa. Rồi có chụp hình về chảo. Đó, đi chụp cái chụp hình thì mình làm cái trí đỏ. Rồi, chúc hai chảo trăm năm hạnh phúc. Một hai ba. Rồi anh chị hai của cô dâu là tặng món quà để trao trong ngày cưới của em. Anh hai cho quên được. Rồi đúng rồi, đeo khẩu trang cho nó nha. Rồi xin mời cậu qua chào cho hai vợ chồng. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình vui quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Yêu dàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh rồi hoa pháo bay nổ tung trời. Xây giấc mơ tuyệt vời, năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó lo.
sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng để lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngại chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngư ô anh khóc đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay đâu tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo.
Và không thể mất thời gian của quý vị, sau đây xin mời toàn thể quý vị khách chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc để rước mừng cô dâu và chú rể cho buổi trưa ngày hôm nay. Bớt chút thời gian quý báu để đến dự
tiệc cưới của hai cháu Văn Lộc và Quỳnh Như. Trong không khí rất là vui tươi ngày hôm nay, cho phép tôi gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trong ngày vui của hai cháu Văn Lộc và Quỳnh Như thì sự hiện diện đông đủ của quý vị là niềm vinh hạnh lớn cho gia đình của hai dòng họ chúng tôi. Và tôi xin gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc của gia đình chúng tôi và rất là cảm ơn nhà hàng The Luxury đã tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn phục vụ, cảm ơn ban nhạc đã cho chúng tôi một không khí rất là vui tươi, đầm ấm. Và sau cùng tôi xin chúc cho toàn thể quý vị có một buổi tiệc thật là vui vẻ và ngon miệng. Xin cảm ơn. Bye.
đứa ơi. Con một cô gái
đồng. Cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi.